Hello, xin chào mọi người. Mọi người hãy theo dõi coi ngày nghỉ lễ của Mỹ thì gia đình em sẽ làm gì nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày July 4, mình được nghỉ làm nên mình đang chuẩn bị đi biển chơi nè. Ngày July 4 là ngày lễ độc lập của Mỹ, hoặc là còn gọi là lễ Quốc Khánh. Thì tất cả những người mà ở trên nước Mỹ như các hãng xưởng đều được nghỉ. Thì mình cũng không ngoại lệ, mình đóng cửa và mình đi chơi để mình đi coi có cái gì vui vui á, mình quay cho mọi người coi nha. Đây là một cái chỗ dừng chân lại để cho mọi người đi vô trong đi tiểu. Và chỗ này là cái chỗ đậu xe này, nó có quá trời chỗ cho mình đậu xe luôn. Không phải trả tiền nha mọi người. Bây giờ mình đi vô trong coi ở trong này nó có những cái gì. Wow, cái đó là cái bathroom, cái toilet. Và cái chỗ này thì nó để rất là nhiều cái bản đồ, nếu như ai có nhu cầu mà muốn nghỉ ngơi á. Tại vì chỗ này là cái trạm dừng, nếu mà lỡ mà trời tối hay gì á, ai có nhu cầu nghỉ ngơi thì mình có thể có cái số điện thoại của những cái khách sạn gần đây và mình gọi, mình đặt hẹn và mình vô mình nghỉ qua đêm, rồi sáng hôm sau mình lại lái xe qua đi tiếp. Tại vì bên Mỹ á nhiều loại bánh mì lắm luôn á. Chicken cheese stick, mình rất thích ăn cái loại bánh mì chicken cheese stick ở đây, nó nổi tiếng mà ngon lắm. Mình sẽ lấy một cái. Mình đi qua cái chỗ tính tiền nha. Trong đây bán đầy đủ các món. Món bấm này. À, thấy không? Nước ngọt các loại. Mình sẽ lấy một cái này. Chắc mình lấy cái loại nem bồ hả? Ở đây nó có nhiều loại nước uống lắm nè. Ăn chưa được ăn. Để mình chờ cái ly của mình. Yeah, nó đã thay đĩa rồi nè mọi người. Bây giờ mình bỏ vô đây là mình ăn được rồi. Đó. Đá bào thì nó có nhiều loại, nó có loại cherry nè, cranberry, hoặc là cái loại kia nó giống như là mình lấy ly, cái ly mà mình muốn á, mỗi ly thì nó có một giá tiền khác nhau, xong rồi sau đó mình đổ cái nước nào mà mình thích vô rồi mình mang tới chỗ bên này á, cái ly chanh giống như lemonade á, có nhiều loại luôn. Mình tự phục vụ nha, mình lấy ly xong sau khi mình mua đồ ăn xong rồi thì mình có thể đi tìm một chỗ nào đó để mình ngồi. Ở đây nó có cái chỗ này ở ngoài trời. Mình đi ra đây, mình ngồi đây, mình ăn. Ở
đây mình có cái chicken cheese steak, và cái này là nó kêu là chicken wing, cái cánh gà này, mọi người. Và cái ly smoothie mango để mình mở cái bánh mì này ra coi nó sao. Và cái này là cái Philly chicken cheese steak smoothie mango. Mùa hè đầu tiên đi biển, lần đi biển đầu tiên của mùa hè. Cái chỗ này người ta đi ra đây để câu cua này mọi người, đẹp không? Bên kia có mấy con tàu đang on rồi sao?
khi video đã dài rồi, mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye. Chúc tất cả những người trong nước Mỹ một ngày Happy July 4.